vừa qua tại Hà Nội, bà Jutta Franch, đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia thiết kế của Cộng hòa Liên bang Đức và các kỹ sư thiết kế Việt Nam đã dự buổi lễ khai trương Trung tâm thiết kế Hafell. Theo bà Jutta Franch, đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, Trung tâm được thành lập với ý tưởng hỗ trợ và chia sẻ các kinh nghiệm thiết kế, các giải pháp thiết kế giữa các chuyên gia Đức và các chuyên gia Việt Nam. Đây cũng là nơi chia sẻ các ý tưởng thiết kế. Các sản phẩm thiết kế mới đưa ra các giải pháp tối ưu cho các nhà ở và kinh doanh. Trung tâm thiết kế Hafele với nhiều sản phẩm và thiết bị đột phá cùng với chất lượng vượt trội dành cho các không gian đa dạng nhà ở cũng như là kinh doanh. Thông qua việc đưa ra các giải pháp tối ưu, trung tâm đang thực hiện cam kết nâng cao việc trải nghiệm sản phẩm và mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng Việt Nam. Được thành lập từ năm 1998, sau hơn 17 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, Hafeo Việt Nam đã trở thành một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực phụ kiện cho đồ gỗ và công trình tại Việt Nam.